Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh của Mr. Nam Nha. Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn anh em cách chỉnh độ nhạy ông B40 từ nhé. Ok, bước đầu các bạn cứ chỉnh tất cả các dòng về không đơn vị cho Nam nhé. Sau đó các bạn vào huấn luyện giúp mình. Rồi các bạn chọn những cây tiểu liên mà mình ưa thích để bắn và test độ nhạy nhé. Mình gì comment cho anh em là nên chọn UMB và MB40 cộng một cây lục bạc nhé. Ok rồi, bây giờ mình sẽ ra kéo tâm thử nhé anh em. Ok thì tâm súng rất nặng đúng không nào? Thế nên bây giờ anh em vô phần độ nhạy, kéo dòng nhìn xung quanh lên 70 đơn vị giúp mình, thoát ra kéo lại thử xem sao. Ok thì đã có vàng có đỏ, nhưng mà mình kéo vẫn hơi nặng thế nên bây giờ mình sẽ tăng lên 5 đơn vị nhé các bạn. Còn nếu các bạn nhẹ quá thì hạ xuống 5 đơn vị, rồi cứ tăng giảm cho đến khi tìm được dòng nhìn xung quanh thì chúng ta mới tính đến các dòng còn lại nhé các bạn. Để mình kéo thêm vài pha nữa xem đã ổn chưa, rồi mình sẽ chỉ anh em các dòng kế tiếp nhé. Ok thì 75 đơn vị mình thấy nó đã đủ nhạy để kéo tâm rồi, nên bây giờ chúng ta sẽ vô chỉnh các dòng còn lại nhé. Dòng Z đất sai các bạn đưa lên hơn dòng nhìn xung quanh là 10 đơn vị. Bây giờ tới dòng ống ngắm 2X, các bạn cho nó hơn dòng nhìn xung quanh là 30 đơn vị. Ống ngắm 4X các bạn cho hơn dòng nhìn xung quanh là 50 đơn vị nhé. Rồi bây giờ ta chỉnh dòng ống ngắm súng ngắm bằng với dòng nhìn xung quanh nha. Cuối cùng là dòng nhìn chúng ta để ở 0 hoặc 50 đơn vị thôi, bởi vì khi giao tranh với địch chúng ta rất ít dùng, thậm chí là không dùng tới nó luôn á. Rồi bây giờ trở ra bắn lại xem coi đã ok hơn chưa anh em ơi. Đấy, quá ổn luôn đúng không anh em? Nếu anh em còn chưa hiểu thì xem ảnh công thức này nha. Thì độ nhạy mùa này của mình có vẻ như đã tìm được rồi. Chúc các bạn xem video sẽ áp dụng công thức mà mình đưa ra thành công và bắn được nhiều máu đỏ hơn nhé. Bây giờ mình sẽ vô tử chiến làm vài pha máu đỏ cho anh em xem đã cái mắt nhé. Let's go! First blood.
chill. Stuck to a certain degree, they all hiding. That ain't something I'm with. Always keep it 10 toes, and if I choke up, I'm licking motions. Throw me to